thua sẽ đầy đi ca vì trăng chẳng nói không chung mình chơi sọc bởi nét bè khai bọt tì mình chơi dường sẵn kê khơi nhai thả cả này gồm thả ra cho mũi đã bán cả là hốt đó mình nước slap bởi mặt bay ba tích tay mà đó ba bay bằng ngay chiếc bình nó bởi mặt ồ cứ rồn thốt này cả này cứ rồn thốt mình tên nó sẽ xong được bài lan bông sẵn mặt để quát đạn nó thì nhầm mặt nhầm chạp đi chẳng ngay áo bởi mặt mà ủa sao xong nơi nơi kia nó là riêng riêng trăng lương tích bình mất đối xa là nhóm xua rồi mà được cách bật thay em xin tôi xin chân kia ti của rốt nâng chỉ ti mệt rấy đã cầm phong tam đã tôi xin ác khám sai tôi bỏ rồi mà tao khơi đấy bọn nè ô mà tao đi rồi nè 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 ô nơi khang na bình trời ơi ấy bởi mất dường khơi nha, giờ thà chủ tủ sẵn nhóm dụng năng trăng mấy bởi mất. Ồ oh. Bởi mất dường khơi nha, giờ thà cả lần này cốt hạ trả ra cho đi. Sở mát được cách lô ở cổng phông để thơ ở ca nghiên được tam lấy bởi mất. Bà bọn mình cực tư lấy cái ràm ọt trăm nhóm, trăm hai mấy nhóm tích máu lấy tủ sẵn nhóm sơ đọc mối, trăm sai bốn, tuy chật bầy. Nhóm nâng đã lên cho tôi không gửi báo ấy đó. Tại sao thành ngất thì nhóm tư tu ban còn miễn bởi mất dưới cơ giới tài khẩn áp bên này mặt cây cho bông hóa rốt đàn bông hóa xâm rô ra cho cứ cả đằng này nó cứ rụt thốt nè mà cứ bốc ở các ba mà nó cứ đặt chế phi đôi cái do của bất bù bù bì lớ bù chùm hiếng bởi mất và lô tất đó đánh các ba là hồi cả này nó lưu thả rốt dồn nó cứ tự ban rốt kích luôn mau nó hiểu nhóm khơi nháy thả cái đó tu ban còn miễn liêm lô ạt ca sọc rếp rè ba nó đã cầm lang nữa mà chung cầm lang mà sờ đo rồi ra cho nên cho nó những cứ nó tam và đó lời chia lên của mũi spoo pi khai bật tim mình cháy tới khai tim riệp đã ở cái nạp bên đi xa sọp đã ban chua hộp bạc về hai cuốn nạp đi cứ được ban thì tích mục hay tích mục mọt tay mà đó mình ai cũng nó đã nhắn score thì cứ đặt cho ba lắm bởi mình và ô rồi thôi na bởi mất nhóm đau mà mình đau các bài sạ sọp hay chỉ mà máy nhưng mà ban chào bà rắm mứa ban chào bà rắm mứa đau các bài sạ sọp là cật trạ nghĩa tới khơi là cật trạ lan nó còn đạp lưng chẳng đập về chẳng chập sạ sọp bị trắng sạ sọp nữa các bài lan nó là lấy lưng lưỡi lưỡi nó bởi mất đạn này chạy nó nữa tại muốn nâng sạ sọp nó cứ nơi trăm cái đá nó đại rồi giờ này bác bỏ xong cắt nó khắc cái lon của vi của vật bình nhân bởi mất giờ đang tham mưu hết ấy ban chỉ camera nhom bị trắng đó thà nâng sau ý mẹ lợi nhưng mà đang làm mà chết được bọn bộ nào rồi thốt nè dương ở trên ban phần miền nam mỗi pi và phục sớm ăn khách nhà lời tết hạ tá cần tâm mong đi dương ai tiệt tôn sạch nhiệt cầm đồ sang này sắp ban được nữ ấy và phục phần miền hà sạ sắp đi mẹ nào nãy đi lơ phơi chết để sang nhưng mà ban cắn lương màu nữa pro điên cầm đồ đừ cứ nơi không chịu miền chơi sọc này bẹt hai một tí miền chơi cả là này bọc đặt cả ba sắp tạm đó là bình sa sắp chìm nước bao vây ba hai kia phần má này bông bông nói bọc khơi đặt trầm co vậy đấy nè sa sắp nước ba lá nó bị mất rồi bị chân năng được khơi khơi sờ máu ba lá này nên không ai không ai mất đống đấy bị mất đợi một hết nữa cô đừng thốt nè bị mất trong ba lan mà mình hai gì đây chiêng mà phơi kilo trong chi mà lai ở bông bông ở ban tu sơn tha cả lái ngủ ngất nè đại miên mà tô cha cha cô tại miên chân năng pha miên phơi mầm phơi ở ban xong rồi nằm bay ấy nhẹ bạc bò rốt yến về khá dương mà nay bị tôi rốt yến này tại còn là rốt yến đi gọi bạn bốc hai gọi bạn rốt kích luôn mặt màu nó phải mất cứ bạn rốt kích luôn mặt màu hai tại cái nạp bên đi ăn cầm lang này ăn cá thằn của ba sọc lô cầm bông tai ri rô cầm thi sa tiệt tông hay nè coi như đi đàn 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 nam bao giờ ai đăng cái thang rốt yến đại pa nó mà ai giờ ai chung cơ bạn này ai đăng mà ồ nó rốt yến bạc chả cho khác đấy. Bởi mất tôi sẽ xung quanh chi tiết gấp những khơi hay quạt tầm miên cầm lang chả ra cho tiếng ăn cá than của ba sọc nâng ở sau cá than của ba khát bật tim mình chơi cầm cá đực non vào lô cầm sợi tô sắt lo lô ba bình chia tô là cá này nè cứ bật chun cầm lang mau sầm đo sầm đuôi chả ra cho nơi tì trang nơi phim cá này nè run thốt nè. Bởi mất ô lá nịch ba ớt nịch vào đâu nhá ô bởi mất đây cô ta khơi giờ ra anh khơi nhảy lô cô ta phải thoi là bươn đó bỏ giờ ra anh đi rồi mai nó có mơ khơi này chỉ ngay pi tới bay rồi mai đó có ai mơ khơi này chỉ cô giờ ra anh đi rồi chỉ phơi bấm phơi mũi đây là chia sẻ nhá prapthan ở khẳng mốc miền cạn này luôn nè bom
ពោតតែមួយចាំមើលបើសិនជាបានប្រភពជម្រាបជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាអាចជារបាយការណ៍សម្គាល់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះយើងនឹងជម្រាបបន្ថែមជូនបងប្អូនឲ្យបានកាន់តែច្បាស់យើងឃើញហើយគណៈពេលនេះវត្តមានកម្លាំងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅស្នងការដ្ឋានគោបាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានវត្តមានដែរនៅស្រុកពនេព្រះនេះនោះសាកសពព្រមិមគឺសាកសពខ្ទេចមុខតែម្ដងណាខ្ទេចមុខដូចគេយកកបិតពុះលឿនឡើងណាពុះមែនពុះទៅតឹងណាពុះទៅតឹងមកតិចនោះតិចគឺដាច់បំណែកអូរន្ធត់ណាស់ប្រិមិត្តខ្ញុំនឹងថតរូបនេះដាក់គ្រប់តែបើចំពោះការឡាយយើងអាចចាប់សាកសពនោះផ្ទាល់ទេឥឡូវនេះសមាជិកកំពុងតែរាវរកស្នាមបុកនឹងកំណត់តសញ្ញាណហើយតាមករណីនេះអាចដឹងប្រហែលជាជិតតែខ្ញុំបានទទួលបានព័ត៌មានណាបងប្អូននៅទស្សនាសៀមមួយសិនណាដូចសៀមម្នាក់មួយសិនឥឡូវនេះកម្លាំងចរាចរណ៍លោកមកប្រងព្រាតទេនោះអូប្រិមិត្តហើយករណីនេះរន្ធត់តែម្ដងរន្ធត់ព្រឺព្រួចញាក់សាច់ហ្មងករណីនេះគឺរន្ធត់ណាស់ហើយយើងឃើញហើយថាសាក់សពគឺខ្ទេចម៉ត់ណាសាក់សពគឺខ្ទេចមុខតែម្ដងណាសាក់សពនេះគឺមុខខ្ទេចម៉ត់តែម្ដងអានេះអីគេបងអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនេះទូរស័ព្ទគាត់ណាអូទូរស័ព្ទបែកអស់ហើយនឹងតាក់ទងអីបាននេះប្រិមិត្តនេះទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះនោះគឺត្រូវបានបែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទនេះចាំមើលបងសមាជិកលោកនឹងមានធានការវិញយើងអ្នកសាព័ត៌មានអត់មានសិទ្ធិឆែកកបោកគាត់ទេចាំមើលសមាជិកលោកឆែកកបោកបានអត្តសញ្ញាណយើងនឹងជម្រាបជូនក្នុងការផ្សាយនេះសូមអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះគឺយើងអត់ស្គាល់មានអត្តសញ្ញាណណាមួយច្បាស់លាស់ទេបើសិនជាទៅមើលមុខជនរងគ្រោះគឺមើលអត់យល់បដោយគឺវល់តែម្ដងបាទដាច់ក្បាលអស់វល់តែម្ដងដាក់សពគឺដាច់ក្បាលហើយប្រិមិត្តបាទអូប្រិមិត្តហើយរំភើបណាស់ករណីនេះគឺបុកដាច់ក្បាលតែម្ដងណាបាទឃើញហើយថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅឃុំឈ្នួលមានជ័យស្រុកពនេព្រៃណាប្រិមិត្តបាទតាសញ្ញាជនរងគ្រោះយើងអត់ទាន់កំណត់បានទេប្រិមិត្តយើងអត់ទាន់កំណត់បានទេយើងជំរឺសមត្ថកិច្ចលោកមកច្រាមប្រុសព្រាតលោកនឹងមានធានការបែបម៉េចយើងឆែកកបោកគាត់រកអត្តសញ្ញាណបានឥឡូវនេះកំពុងរោដានអាកន្លែងបុកនេះហើយឈាមខួរស្អីនៅពេញនេះឯងប្រិមិត្តបាទអូរន្ធត់ណាស់រន្ធត់ទៅហៅណាក្បាលនេះជើងណាអត់ចេះតែមើលនេះមកតាមពេជ្រលោកកពុះបានហើយចឹងលើខ្មោចអើចូលបាញ់ទៅអរគុណណាទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងឃើញថាមានការថាកការនឹងមានវត្តមានទាំងកម្លាំងនៃអត្តការឋានគោបាលស្រុកបណេព្រះនិងក្នុងការឋានគោបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកពុះតែសម្របសម្រួលនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងហើយថាសាកសពនេះគឺមើលមិនយល់ទេយើងអាចកំណត់បានថាតសញ្ញាមនុស្សមកមិនបោបែកបាត់ហើយនឹងបាល់ដូចឡានកិនពីលើឡើងទៅបែកខ្ទេចបាត់ហើយនៅតែនេះភូមិឈ្នួលមានជ័យហ្នឹងឯងបាទភូមិឈ្នួលមានជ័យឃុំឈ្នួលមានជ័យស្រុកព្រះនិព្រះផែតបទីមានជ័យណាប្រិមិត្តបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកនៅក្បែរសពយើងទុកកាងយកសមត្ថកិច្ចនៅយ៉ាងម៉េចហើយនោះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះនោះគឺនៅឯក្រោមនោះហើយរសាម៉ូតូនេះអត់ភ្លើងមើលទៅតាមពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅសង្ស័យម៉ូតូអត់ភ្លើងទៅរថយន្តគ្នាលឿនមកដល់បុកបាទតិចតែម្ដងណាប្រិមិត្តណាបាទរន្ធត់ណាស់អូឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលនិងការធ្វើអន្តរាគមពីអធិការដ្ឋានគោបាលស្រុកព្រៃព្រះកំពុងជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅស្នងការដ្ឋានលោកក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅការងារនេះឲ្យជំនាញនៃអធិការគោបាលស្រុកលោកអានវត្តនឹងធ្វើការវាស់វែងហើយតាកតងនឹងរបាយការណ៍លំអិតយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងជាយឹមសាក់សួរសមាជិកម៉ូតូមកអីគឺម៉ូតូអាសេរីចាស់អាសង្ករេគឺចាស់មែនទេនៅថ្នាក់មើលអត់យល់តែមកខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាសង្ស័យតែម៉ូតូនឹងអត់ភ្លើងបាទអត់មានភ្លើងសម្គាល់អីចឹងទៅឲ្យរថយន្តនេះទៅធ្វើការបុកប៉ះតែម្ដងណាប្រិមិត្តបាទនេះឥឡូវបងសមាជិកលោកពងឲ្យបញ្យល់ថាយ៉ាងម៉េចម៉ូតូនេះបើយ៉ាងម៉េចបាទប្រិមិត្តហើយរន្ធត់ណាប្រិមិត្តរន្ធត់ខ្លាំងមែនតើចំពោះករណីនេះដែល
ម៉ូតូមកអត់ទេបារម្ភម្នាក់ត្រូវបានតិចវល់តែម្ដងខ្ញុំនិយាយចង់ចេញយកករណីរន្ធត់ខ្ញុំនឹងចុះទៅថតម៉ូតូដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនហ្នឹងថាម៉ូតូហ្នឹងសេរីចាស់ទេម៉ូតូនេះយើងមិនអាចកំណត់ថាម៉ាក់អីម៉ាក់អីណាប្រិមិត្តនេះម៉ូតូនេះម៉ូតូមកជួយ share មើលបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយឲ្យគ្រូសាគាត់បានឃើញមើលបាទម៉ូតូគឺប្លង់មកធ្លាក់នៅក្រោមនេះណាបាទនោះនេះប្រិមិត្តនេះម៉ូតូណាម៉ូតូអានេះមិនដឹងម៉ាក់អីទេប្រិមិត្តហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ម៉ាក់នោះអញ្ចឹងពេកទៅបាទភ្លើងមុខក៏មិនមានភ្លើងក្រោយក៏មិនមានអញ្ចឹងវាប្រឈមហើយគ្រោះថ្នាក់នោះការបើកបរនៅលើដងផ្លូវនៅពេលយប់នោះហើយសាកសមនៅក្បែរខ្ញុំនៅ2ម៉ែត្រណែប្រិមិត្តនោះសាកសមនៅខាងលើនេះខ្ញុំយកបន្ទោឆុយទៅបន្ទោឈោទៅខ្ញុំខ្លាចតែស្រីវចកេះណាបងប្អូនអើយនេះនេះភ្លើងវាចេះតែលោតបិទខ្លួនឯងបណ្ដោយមិនដឹងល្មិចប្រិមិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share ចែករំលែកបន្តជួយ share ម្នាក់សូមជួយ share ម្នាក់មួយយកចំពោះព័ត៌មាននេះ share ម្នាក់មួយសិនរងសាច់ញាតិសិនគណៈពេលនេះអត់យើងអាចជួយអីជនក្នុងគ្រួសារគឺយើង share ដើម្បីជួយរងសាច់ញាតិបើយើងឃើញហើយថាខ្ទេចបែកវល់តែម្ដងសាកសពនៅផ្នែកមុខរបស់ជនក្នុងគ្រួសារគឺបែកវល់ខ្ទេចតែម្ដងណាបាទអូរន្ធត់ណាស់ប្រិមិត្តហើយរន្ធត់ណាស់រន្ធត់មែនទែនករណីនេះគឺរន្ធត់ខ្លាំងហើយសមត្ថកិច្ចនោះលោកកំពុងឲ្យឈរជ្រុងច្រាំងពិនិត្យមើលដានសាកសពណាដែលបាត់ដានបាត់ដានគួរឆ្នាក់ដែលស្នាមម៉ូតូដួលអាចចំណុចបុកប៉ះណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចំពោះករណីនេះយើងអត់ដឹងថារថយន្តនោះបុករថយន្តម៉ាក់អីរថយន្តសេរីអីតែគាត់ថាអាចតាមការជំរាបរបស់ពលរដ្ឋថារថយន្តនេះមកពីស្រុកនៃព្រះទៅក្រុងស្រីចំភ័ណ្ឌវិញដែលប្រិមិត្តយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេយើងអត់ទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានណាយើងចាំបាយការពីសមត្ថកិច្ចលោកអាចជំរាបទៅស្ទាប់ពីលោកធ្វើការងារវាស់វែងហើយសៀមមួយសិនណាបងប្អូនណាសៀមមួយសិនណាអាចិននៅណាបងនៅស្រុកកណេព្រះខេត្តទីបញ្ជ័យណាមិញខ្ញុំចាប់សពឲ្យមើលបន្តិចណាព្រិមិត្តនេះអូរំធប់ដល់កឡើងបន្តិចវល់ហើយណាវល់មើលអត់យល់ហ្មងមកមកកណាត់ក្រោមពីកមកគឺមនុស្សតែពីកឡើងលើគឺបែកអស់ហើយយើងវល់តែម្ដងគឺសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងរិះរកទីសាសដើម្បីសម្រួលកន្លែងកើតហេតុនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងការមុនហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាសាកសពនៅកណ្ដាលខ្នល់បានបងសមត្ថកិច្ចគាត់ទាញយកទៅខាងដាក់ចំហៀងទេគាត់លើកយកទៅដាក់ចំហៀងទេនេះប្រិមិត្តឲ្យឯកសាររបស់គាត់ទេហ្នឹងប្រព័ន្ធលុយគាត់អីនេះទូរស័ព្ទនេះគឺបានបែកខ្ទេចហ្នឹងនេះប្រិមិត្តអូរន្ធត់ណាស់ប្រិមិត្តណាស់យើងឃើញហើយថាបាទណាស៊ីមអរក្រាន់តាក់បាទនេះបាទគេមកតោជន់រុករស់ហ្នឹងនោះអូនោះតោនេះនោះហេជន់ឆប់លើយបាទតែប្រិមិត្តយើងឃើញហើយថាគណៈពេលនេះយើងអត់ទាន់អាចក្នុងក្រុមដឹងថាយ៉ាងណាទេឥឡូវនេះយើងរងចាំមើលថាតើបន្ទាប់ពីការពិនិត្យវិច័យរបស់ជំនាញសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋានគបាស្រុកហើយតើយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណឬជាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណអាចយើងដឹងថាជនរងគ្រោះនេះអ្នកនៅឯណានៅទីណាអញ្ចឹងណាបាទអាចរកឃើញគ្រូសាស្ត្រគាត់ឃើញអត់ឥឡូវយើងរងចាំមើលបើសិនជាបងមិនតែលោកវេកកបោបទៅឃើញអត្តសញ្ញាណបានពេញអីទៅយើងអាចដឹងណាតែគាត់ថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះខ្ញុំឃើញមានសមាជិកម្នាក់គឺបន្តិចបង្អាក់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យសួរទេតែមើលខ្ញុំនឹងសួរគាត់មើលយ៉ាងម៉េចបានដល់ពេលយើងរស់សួរគាត់ចេះតែស្រែកនេះមានដាក់ដាលេមានទូរស័ព្ទទៅណាមានទូរស័ព្ទដាក់មកបងយើងអាចបានឆែកនៅតាមមានតាសញ្ញាបានទេបងមុននឹងបានស្អាតទេមានណាមានតែស្អាតទេយកស៊ីមនឹងដាក់ចុចទៅដាក់ស៊ីមដើម្បីរស់លេខទេដាក់ស៊ីមក៏វាមិនលោតលេខបងតែដាក់ស៊ីមវាអាចគេតេចូលតែអត់មានទូរស័ព្ទទេបងទូរស័ព្ទខ្ញុំមានប្រើតែស៊ីមមួយតែកបោបគាត់អាចមានតញ្ញាណបានទេបងអាចកំណត់តញ្ញាណបានទេមុននឹងតែមានតញ្ញាណបានមានអីមានតញ្ញាណបានឬក៏បាក់ចាំទេអញ្ចឹងមិនអាចចង់បានតញ្ញាណបានអត់ហ្នឹងនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះបោះគេទេបងខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះទេលីឆៃរួយហើយមិនមានអីទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរហ្នឹងថាមានអត់តញ្ញាណបានតញ្ញាណបានឬក៏បាក់ចាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទៅនេះឥឡូវនេះ
bà tôi bà bà đây bà người ta bà tôi bà bà xuân là nát sạch xuân là nát sạch ăn vô bà đời bà tôi bà xuân bà kê lục phương khá cho dương ạc đơn kê nít cơ là đơn kê bà xe mua ở rương đi xe mua xong lại bằng bay máu rương nha bà cứ này là bà bà đi kì chiêu tôi sắp bà chôn rung cửa dương còn là xuân là chăng đăng tha ta dương ai cũng nót ở tại nhà nam muối để sao phải mất lục mơ rập sập mơ nè đại gặp phong gặp mơ cao sai con nè ta bong smart cách bắt đầu bị lục mà đo môn dương nè lục ban nót tại nhà nam mà tham mình bán lúc ta tham ban tàu và kế còn lại trăng bơ nè còn là trăng xu tờ bà nó pe trắng nhom bầm mà xu hướng mà tàu thành lâu thành á lưng sai vô bọn nhóm mà lại tập phong miến thế chỉ chỉ vậy tập phong miến cứ xua xong bờ sân kia xong bát sầm phe mình ban cứ mình chơi sầm phe mà đừng nhom môi này và tụ sạp nhom pram bầm bôi rồi lá và xong sầm phe bán on đấy bát qual và là mập sai của na chả cho tập phong miến cứ miến ấy đây còn là ta chui đâu sạch nhiệt và bọn cạn này ní nhóm từ tour ban phần miễn cho ban call từ bằng anh ca pleem luôn vậy bự quá mui nhóm mà ta luôn đang bờ đã cầm lăng ở từ mơ để tôi cạn này nâng à nghe mong sumat ke lao bong khoy hay mô tô đai đai khom nhai mỉnh á ơ mô tô đai khom prakas mỉnh á na primit ba ới chuối nê ủa bạ bnal bnoi khai ta po bien nê primit chưng chui xem nê muoi đai ba ในข้างราชบ่าจังคือบ่ตามบ่ซาดบ่ไหลฉลาบ่บ้องในบ่ข้างอัตติกาข้างตัวตุ๊บในข้างจราจรบ่คือโรงพยาบาลคือสนมโพឲ្យช่วยเสียบ่าบ่บ่นเมตตาช่วยเสียทั้งนี้ដើម្បីស្វែងរកសាញាតបើយើងអត់មានតែសញ្ញាណាមួយដើម្បីកំណត់រោគទេពួកនេះបុកដល់ឈើនៅឯនោះនៅជិតព្រៃមុតបាទនេះនិយាយតែនេះអេអរគុណណាប្រិមត្តទូទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចបងអានេះដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃការស្អីទេបងអានេះការទៅផ្សារទំនើបហ្នឹងគឺមានអាការគេនឹងមួយវាអាចចុះតម្លៃបញ្ចុះអីចឹងទៅបាទអត់ទេប្រិមត្តខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្លះស្មែតែអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំវិញអាងស្អប់ណាអត់ទេប៉ុន្តែតែអញ្ចឹងបាទ4 5ដងខ្ញុំមកឡាយទៅធ្វើតែជ្រឹកតែអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លោះទេខ្ញុំអត់តនេឆ្លោះទេតែបើឆ្លោះខ្លួនឆ្នេះខ្ញុំទេបាទខ្ញុំស្រ័យលឺដែរនឹងឆ្លោះមួយឆ្នេះខ្ញុំអរគុណណាស់ប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការផ្សាយតែត្រឹមនេះសិនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្ថែមនៅព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីបើសិនជាកំណត់អត្តសញ្ញាណណាមួយបានច្បាស់ខ្ញុំនឹងពាក់តងទៅធ្វើចុចផ្សាយម្ដងទៀតហ្មងដោយសារទូរស័ព្ទវាអស់ថ្មផងបញ្ជាក់ស្លាកលេខផងបងម៉ូតូអត់មានលេខទេបងម៉ូតូស្លាកលេខម៉ូតូគឺអត់មានលេខទេណាបាទស្លាកលេខម៉ូតូគឺអត់មានទេណាអរគុណប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំជួយដាក់ណាអរគុណណាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាចុងក្រោយនេះមិនមានអ